Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao và những hình ảnh rất là vui ở đầu video. Sẽ hứa hẹn gửi đến cho các bạn một trong những trận đấu hay nhất tại giải vô địch mười toàn quốc cũng đang diễn ra tại Bình Dương, tại Aeon Bình Dương vào chiều ngày 29 tháng 9. Và trước mắt chúng ta là người duy nhất tại Việt Nam từng đánh bại Nguyễn Trần duy nhất, đó là Trương Cao Minh Phát. Trương Cao Minh Phát từng thi đấu thành công và đánh bại được rất nhiều tượng đài, nhưng có lẽ là chiến công lớn nhất của Phát chính là việc đánh bại được Nguyễn Trần duy nhất và từ đó độc chiếm luôn hạng cân 63.5. Và thách thức với Trương Cao Minh Phát ở trong sự kiện lần này, ở trong giải đấu lần này, đó chính là Đặng Ngọc Mẫn, một trong những võ sĩ đang có phong độ rất tốt của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng sẽ đến ngay đây với trận đấu chung kết hạng 63.5 kg. Và đây là màn White Crow của Trương Cao Minh Phát. Có thể nói làn sóng theo dõi Trương Cao Minh Phát ngày một lớn, khi mà sau sự kiện Trương Cao Minh Phát đánh thắng Nguyễn Trần duy nhất vào tháng 7, vào ngày 19 tháng 7, nếu như mình nhớ không lầm, thì hôm đó mình cũng ở Thanh Hóa, cũng ở trong cái diễn biến đó. Và sau đó thì Trương Cao Minh Phát đã có được xuất đi tham dự SEA Games vào cuối năm tại Philippines. Đáng tiếc rằng là hạng cân của Phát thời điểm đó là bao gồm các võ sĩ của Campuchia và Thái Lan đều rất mạnh, và Trương Cao Minh Phát đã để thua một lần đánh ngã tốt của Trương Cao Minh Phát. Nói tiếp về Trương Cao Minh Phát, trong năm 2019, sau khi mà đánh thắng Nguyễn Trần duy nhất thì Phát đã có một trong các kỳ SEA Games đầu tiên, và Phát khi đó đã để thua ở ngay trận đấu đầu tiên trước võ sĩ của Thái Lan. Tuy nhiên thì đến cuối năm thì Phát có thêm một tấm huy chương bạc, nếu như mình nhớ không lầm, là tại giải châu Á. Và từ đó đến nay, cái hạng cân 63.5 đã nghiễm nhiên là của Trương Cao Minh Phát. Đến năm 2023, tức là ở kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, thì Trương Cao Minh Phát đã có một SEA Games khá là đáng nhớ. Anh đã có mặt tại trận chung kết. Tuy nhiên, một hình ảnh mà mình vẫn nhớ trong đầu, đó là thời điểm mà Trương Cao Minh Phát chuẩn bị lên thi đấu, thì đội tuyển môn Việt Nam đã có thi đấu rất thành công với tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của SEA Games của Nguyễn Trần duy nhất, Bùi Yến Ly và một vài võ sĩ nữa, Huỳnh Hải Hiếu. Và sự có mặt của Phó Thủ tướng Campuchia trên khán đài lúc đó thì mình đã biết là cái kết cục trận đấu này khả năng cao sẽ là có hai võ sĩ sẽ phải nhường huy chương cho các võ sĩ của Campuchia. Và đúng như vậy, Trương Cao Minh Phát và Huỳnh Hoàng Phi là hai võ sĩ đã thi đấu theo mình đánh giá là tốt trong trận chung kết tại SEA Games 31. Tuy nhiên thì vận may đã không mỉm cười với họ. Sau đó thì đến SEA Games năm ngoái tại Campuchia thì Phát đã tiếp tục có một trận chung kết nữa, và đối thủ lại là một võ sĩ chủ nhà Campuchia, và đó cũng chính là trận đấu thua, Phát đã thua. Và cho đến tính đến thời điểm hiện tại thì Phát, Trương Cao Minh Phát đang có hai tấm huy chương bạc SEA Games. Và có lẽ là anh cũng đang rất là khao khát với tấm huy chương vàng mà anh còn đang thiếu này. Ngoài ra thì Phát cũng đã tham dự một vài sự kiện marathon Muay Thái ở trên đất Thái, Mark Phai, cũng thu được một vài kết quả tốt. Để nói thêm là vào hồi đầu năm nay thì câu lạc bộ chủ quản của Phát là SSC tổ chức một giải đấu nhằm quy tụ những cái võ sĩ tài năng nhất tại Việt Nam, và Trương Cao Minh Phát là một trong những hạt giống. Anh thi đấu ở 61 kg bằng hạng cân của One Championship, và khi đó thì hạng bên Phát có 8 võ sĩ. Sau những vòng loại và bán kết thì hiện nay Trương Cao Minh Phát sẽ có cơ hội trúng được một cái tấm hợp đồng, một bản hợp đồng với One Championship trị giá 100.000 đô. Và
sự kiện đó cũng sẽ sắp diễn ra, nếu như mình nhớ không lầm thì vào tháng 12 của năm nay, thì cái sự kiện Road to One của LFC, câu lạc bộ chủ quản của Minh Phát, cũng sẽ có trận chung kết và sẽ tìm ra người thắng cuộc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo ở trận đấu thứ hai của cặp đấu giữa Phạm Ngọc Mẫn và Trung Cao Minh Phát. Nói tiếp về đối thủ còn lại của ở bên kia của Phát, đó là Phạm Ngọc Mẫn. Thì Phạm Ngọc Mẫn xuất phát điểm là một võ sĩ, cái này mình nhớ không nhầm thôi nha, là gốc cổ truyền. Sau đó rồi thì Mẫn thi đấu tốt ở kích và sau đó thì chuyển hẳn sang môi. Và trong 2 năm trở lại đây thì Phạm Ngọc Mẫn đầu quân cho Đạt Hòa, hay còn gọi là Sài Gòn Môi Club, và bắt đầu đi sâu vào con đường trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp. Và mọi người có thể thấy là Mẫn đang có một vóc dáng rất là tốt so với một võ sĩ 63.5. Thậm chí là về chiều cao thì Mẫn còn nhỉnh hơn cả Trương Cao Minh Phát. Và các huấn luyện viên của Mẫn cũng là các huấn luyện viên của Thái Lan. Cũng giống như Phát, Phát cũng đang có một huấn luyện viên người Thái đang trực tiếp thỉnh giảng cũng như là hướng dẫn cho anh thi đấu tại những đấu trường mà võ sĩ này tham dự. Chúng ta cùng đến tiếp tục với các diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Ở trong hiệp đấu 1, hiệp đấu nhất thì Mẫn có phần lép vế. Tuy nhiên sang đến hiệp 2 thì có lẽ là mình cảm thấy như là Mẫn đã có tự tin hơn. Tuy nhiên ở khúc này mình đang đứng ở phía xa bên kia thì mình có nói là tại sao Mẫn vẫn không sử dụng những đòn đấm vào bụng, bàn tay sau hiệu quả hơn, mà thay vào đó là rất nhiều tình huống là Mẫn đá xoay hông. Và điều này thì gần như là vô hại với Trương Cao Minh Phát. Mọi người có thể quan sát thấy rằng là ở thời điểm này thì Mẫn đang bị dồn vào góc đài và cũng đang muốn cố gắng tìm cách thoát ra. Tuy nhiên có lẽ chưa thành công. Hiện tại đã có một tình huống cao kéo hai võ sĩ ra giữa sàn. Trương Cao Minh Phát thì được chỉnh lại các bọc tròn. Và đến lúc này thì Mẫn bắt đầu là tìm cách để tấn công. Tuy nhiên phương án mà mình đưa ra ở thời điểm đó là mình nói rằng là Mẫn nên đấm sâu số 2 vào bụng để gây khó khăn cho Trương Cao Minh Phát. Tuy nhiên mọi người thấy ở đây Mẫn đa phần đều đá xoay hông, cũng không có cú đạp nào đặt tống, đạp mấy nào đặt vào phần mặt hay là phần người của Trương Cao Minh Phát. Thì cái điều này có lẽ là mình sẽ cho rằng chính vì cái chiến thuật này mình cảm thấy nó không đúng lắm. Chính vì vậy xem hết hiệp 2 thì mình có cảm thấy như là Mẫn sẽ thua. Và nếu như hiệp 3 không có gì thay đổi thì Mẫn sẽ thua tổng. Trong hiệp 3 thì mình có đứng và nói với một bạn xem cùng, đó là Mẫn nên sử dụng mạo hiểm hơn các đòn thi đấu. Rờ ve chẳng hạn cũng nên đưa ra để nhằm thay đổi cục diện, bởi vì là khi mà mình xem hai hiệp đầu thì mình đã linh cảm là Mẫn sẽ thua rồi, và Mẫn nên làm cái gì đó bất ngờ hơn để khiến cho trận đấu thay đổi. Và không, có lẽ Mẫn cũng linh cảm với điều này. Đây mọi người xem tiếp cái tình huống hiệp đấu thứ 3. Hiện tại thì Mẫn đã sử dụng nhiều hơn những cú đạp. Phát thì mạnh đòn tay, nhưng mà mọi người thấy là chân Phát thì cũng không hay sử dụng nhiều. Chính vì vậy mà thực tế những đòn tay sau của hai võ sĩ. Cho nên là thực tế khi mà xem Phát thi đấu thì ở những cái hạng cân của Thái Lan thì mình thấy rất nhiều võ sĩ, chứ không phải là không đâu, mà có lẽ là chúng ta chưa được gặp thôi. Hiện tại thì Phát vẫn là vô địch tại Việt Nam, bởi cũng không có nhiều võ sĩ đủ trình độ thi đấu với Trương Cao Minh Phát ở thời điểm lúc này. Sau sự là nghỉ hưu của những lần duy nhất thì Phát đã độc chiếm ngôi 63.5 kg. Trước đó thì Phát từng đánh knock out Võ Văn Đài, rồi là knock out ngay cả chính Doãn Long, Nguyễn Doãn Long,
phát được mệnh danh là lật đổ nhiều tượng đài của làng võ thuật Việt Nam. Và hiện tại thì theo quan sát thì mình nghĩ là chỉ có còn Phạm Ngọc Mẫn là đủ trình độ để mà thi đấu 5 năm với Trịnh Văn Minh Phát. Đáng tiếc là chúng ta chỉ thấy Mẫn thi đấu ở các giải thi đấu vô địch quốc gia chứ không thấy thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Cấp câu lạc bộ thì vừa rồi Rotuan cũng không thấy Mẫn đang thi đấu, một điều rất là đáng tiếc. Trận đấu cũng gần hết rồi, chúng ta nhìn mọi người có thể thấy là mình cũng đã rất muốn Mẫn làm cái gì đó khác biệt. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì mình cũng tin chắc là Mẫn sẽ thua rồi, vì là nguyên những cái tình huống sau này thì mình không nhận thấy cái sự liều lĩnh của Mẫn. Khiêu khích của Trịnh Văn Minh Phát thì Mẫn kéo Mẫn ra giữa sàn. Mẫn đến lúc này thì có lẽ lúc này cũng đang rất nôn nóng tìm một cái phương án nào đó. Tuy nhiên thì có lẽ là mình đáng tiếc là Mẫn không có mạo hiểm, nó không dám mạo hiểm để mà tung đòn quyết định. Đó, đòn đánh tay sau, tay sau tốt của Mẫn, tuy nhiên thì chưa được, cần có thêm nhiều đòn như thế này. Và nếu như mà có lẽ trận đấu sẽ kết lại thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Mình khác